Sao em lại gọi đến? Chẳng phải đã nói cơ chứ xa từ rất lâu. Khi ta bước đi trong rất long trọng, cô dâu nước mắt rồi em là người bắt đầu. Bao nhiêu khó khăn em cất trong lòng, anh đang chết sững như đang ngát flow. Chầm lặng vài giây đến nơi ca sâu, anh chỉ nhớ là hai ta rất đau. Yeah, ở một nơi rất công cộng, xem không nói gì. Dù là trong hai ta đâu có ai là người sai đâu. Khi em quay gót đi, lại còn chúc anh sẽ luôn yên vui, nở nụ cười mai sau. Anh cũng đâu có gì nghi khi ba dòng tố chỉ vì cô gọi này đến vì gì. Chỉ là một hai câu, cứ nói những điều mà lòng mình muốn thốt ra. Anh không quan tâm, cũng chẳng để ý đến những vấn đề mà làm mình thấy xót xa. Như tôi luyện thêm con người nghệ sĩ, quá khứ nóng giật đang lòng lẽ muốn đốt ta. Muốn nhận chỉ may, không còn như khi, không cần lệ phí. Chỉ là một hai câu, em đã từng nói thật nhiều lần, cùng tần suất thật đều đặn rằng mình yêu không có giống ai. Nên anh cứ giống như thiêu thân, cứ lao đến như siêu nhân để đạn duyên hay chung vai. Dừng lại thì đó là điều cần để chúng mình nhìn nhận mọi thứ và không sống sai. Vậy em vẫn nhớ vì điều gì? Một hình bóng ai? Sao em cứ mãi phân vân, anh không muốn ta phải ân hận. Dù biết những nỗi nhớ lần cận đang tìm ta muốn làm trận. Chỉ là vài điều em chất chứa, bên kia đâu rơi lên miền đất thưa. Vậy anh không muốn phải nhắc nữa. Chỉ là một hai câu, cứ nói những điều mà lòng mình muốn thốt ra. Anh không quan tâm, cũng chẳng để ý đến những vấn đề mà làm mình thấy xót xa. Như tôi luyện thêm con người nghệ sĩ, quá khứ nóng giật đang lòng lẽ muốn đốt ta. Muốn nhớ chỉ may, không còn như khi, không cần lệ phí. Chỉ là một hai câu, cứ nói những điều mà lòng mình muốn thốt ra. Anh không quan tâm, cũng chẳng để ý đến những vấn đề mà làm mình thấy xót xa. Như tôi luyện thêm con người nghệ sĩ, quá khứ nóng giật đang lòng lẽ muốn đốt ta. Muốn nhớ chỉ may, không còn như khi, không cần lệ phí. Chỉ là một hai câu.